Xin chào anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ nha. Anh chị ơi, hôm nay Vũ rất vui khi giới thiệu cho anh chị một cái căn nhà nằm ngay mặt tiền đường Hương Lộ 11 nha, gần với trục đường Đinh Đức Thiện luôn. Từ đây nè ra Đinh Đức Thiện chỉ khoảng 100-200m thôi anh chị, ngay chặn cái chỗ Bách Hóa Xanh đó đó, chính là Đinh Đức Thiện nha, và gần ngã ba giao giữa Hương Lộ 11 và Đinh Đức Thiện. Thì hôm nay Vũ giới thiệu cho anh chị một căn nhà mặt tiền đường nha, với diện tích ngang 7,5m và dài là 18m nha anh chị, kinh doanh mua bán được luôn và với giá rất là mềm luôn anh chị đó. Thương lượng trực tiếp chính chủ luôn ha, với một cái con đường đầy sầm uất và kinh doanh ha. Và cái căn nhà này là thuộc Bình Chánh luôn nha anh chị, thuộc xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, tỉnh thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó, ở đây như anh chị thấy ha, phía sau mình nè thì có kinh doanh quán cơm nè ha, và đối diện nè anh chị thì cũng rất là nhiều nơi kinh doanh luôn đó, cà phê nè, điểm tâm sáng nè ha, rồi nhà thuốc này kia, đồ đầy đủ. Hướng phía bên anh chị á chính là mình đi về phía quốc lộ 50 nha anh chị, còn bên đây quẹo phải xíu nữa là mình ra quốc lộ 1A rồi ha. Đó, một cái căn nhà mặt tiền đường kinh doanh nha, và hiện tại là đã kinh doanh nhưng mà chủ chuẩn bị đi nước ngoài, cho nên là muốn bán lại căn nhà này nha cô chú anh chị. Với căn nhà một trệt một lầu nha, một trệt một lầu nha anh chị, nhìn bên ngoài thì nó giống như nhà cấp 4 thôi, nhưng mà bên trong một trệt một lầu với bề ngang 7,5m nha. Và căn nhà này nở hậu luôn, nở hậu làm ăn có hậu nha, từ ngày cô chủ làm ở đây thì phát lên rất là nhiều nha anh chị. Rồi ở đây thì phía trước này mình có một cái khoảng sân khoảng 6-7m rồi ha, rộng rãi và mình có thể đổ ô tô này kia đồ thoải mái luôn, kinh doanh mua bán này kia cũng được luôn anh chị, rất là tiện ích luôn ha. Đó, với bề ngang mặt tiền của căn nhà rất là dài luôn như cô chú anh chị thấy á. Ở đây thì hiện tại thì đang làm xăm chân mài phong thủy nha anh chị đó, chắc cô chú anh chị, nhiều cô chú anh chị cũng sẽ biết ha. Với phía trước này thì mình có một cái khoảng hàng ba nữa nè, đó rất là rộng luôn, đậu xe này kia cũng được. Bên đây thì có cái cổng của mình rồi, một cái hệ cổng mỗi bên ba cánh là anh chị, rất là bự luôn mới ấy được cái mới phủ được cái căn nhà của mình nha. Đó, mỗi căn nhà màu xanh nha anh chị, khu dân cư sầm uất cho cô chú anh chị đó. Mình nhìn lại sơ một lần đường nữa rồi sau đó mình khám phá căn nhà mình nha anh chị. Đó, đường phố xá đông đúc và khu những cái con đường này là con đường rất là sạch đẹp nha, đã làm vỉa hè này kia đồ đầy đủ cho mình rồi nha cô chú anh chị đó, rất là sầm uất luôn, rất là tiện để cô chú anh chị kinh doanh và pháp lý sổ hồng riêng, và căn nhà này đã hoàn công cho anh chị luôn nha. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ lên khám phá căn nhà này ha. Phần sân, phần nền nhà thì được làm cao hơn so với phần đường rồi nha anh chị. Và đây là không gian của căn nhà, một không gian nhà rất là ấm cúng luôn nha anh chị. Đó, được xây dựng cũng vài năm rồi đó, nhưng mà được phong cách là kiểu giống như là phong cách spa shop này kia rồi, nhiều hơn là một căn nhà ở nha. Đó, ở đây thì cái không gian để tiếp khách này kia rồi ha, trên thì cũng hệ trần lá phong thạch cao rồi, vừa được cái sơn tô điểm cho mình là một cái phong cách màu xanh lá cây và màu trắng nha. Ở đây thì dùng hệ cửa kính cường lực nha anh chị. Đó, hệ cửa kính cường lực và vách kính đó. Bên trên đó thì mình có lớp cửa cuốn rồi, mình về ở hoặc kinh doanh đều được, mình cải tạo sương sương một xíu nữa thôi, về mở shop thời trang hay là này kia đồ đều được ha. Và không gian cạnh bên chính là không gian thờ phụng của căn nhà mình nha, tại bên đây gia chủ đang làm về lĩnh vực phong thủy anh chị đó, một không gian rất là ấm cúng luôn nha. Và ở dưới thì gạch 800-800 rất là trang nghiêm nha anh chị, trên thì trần thì làm cũng kiểu rất là đẹp. Và ở đây thì không gian mình có thêm cái không gian sinh hoạt sinh sống ở ngay phía sau luôn nha anh chị ha. Đó, ở đây là dụng cụ này kia đồ của gia chủ thôi. Rồi phía sau đây thì cái chiều dài của căn nhà mình còn thêm một cái không gian phòng ngủ nữa ha. Đây, không gian phòng ngủ đây anh chị, mình nhìn xuyên qua ha, phía trong thì có nhà vệ sinh luôn đó, những cái dụng cụ xíu thì mình đồ dùng thì mình có thể mang đi đó. Đây một cái gian phía bên trong ha, thì gian trong gian nhà này thì mình có cái cầu thang để đi lên lầu nha anh chị, một cái không gian mình chứa kho và nhà vệ sinh được đặt phía bên đây. Bên đây thì có một căn phòng ngủ nữa cho, nhưng mà riêng tư cho nên Thành Vũ không có quay nha, một phòng ngủ cũng khá là rộng luôn. Ở dưới vậy là ở dưới tầng trệt là tới hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh, mỗi phòng ngủ đều là có nhà vệ sinh bên trong nha cô chú anh chị, và một phòng vệ sinh chung đó cho cô chú anh chị. Rồi bây giờ anh chị cùng Thành Vũ lên lầu để khám phá những không gian tiếp theo nha. Đây không gian trên lầu của căn nhà mình đây nha anh chị, bên trên có luôn một cái giếng trời ngay chân chỗ lỗ cầu thang để cho căn nhà mình nó trở nên sáng hơn ha. Và đây là không gian mà để bếp ăn này kia đồ và sinh hoạt chung của gia đình sẽ ở trên đây nha anh chị. Chỗ này mình có bàn ăn nữa nè, buổi tối gia đình xung vầy ăn uống trên đây. Và trên đây thì căn nhà của mình tới 4 phòng ngủ nha anh chị, và mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng biệt cho anh chị luôn, nhưng mà vì riêng tư cho nên là Thành Vũ không có quay vô trong nha. Đó, với diện tích cũng rất là rộng luôn nha anh chị đó. Anh chị nào mà muốn
trực tiếp, muốn xem trực tiếp thì nhớ gọi cho Thành Vũ nha, hoặc là xuống xuống đây xem trực tiếp nha anh chị. Đó. Và bây giờ cô chú anh chị cùng nhìn xuyên qua cái không gian bên ngoài của những phòng ngủ này ha. Đó, mình có bốn cái cánh cửa nha anh chị, thì có bốn phòng ngủ và mỗi phòng ngủ bên trong đều có nhà vệ sinh riêng biệt cho cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị yên tâm ha. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nha. Cô chú anh chị ơi, một căn nhà với diện tích ngang 7,5m nha anh chị, và dài là 18m. 18m là từ cái khoảng cây cổng này ha đi vô trong nha. Còn phía trước này á, nếu mà tổng ra khoảng 25m á cô chú anh chị. 7,5m nha, 25m là tới mặt đường nha anh chị. Đó. À, với căn nhà trên nằm ngay mặt tiền đường Hương Lộ 11, gần trục đường Đinh Đức Thiện luôn. Từ đây đi ra Đinh Đức Thiện chỉ khoảng là 100-200m thôi anh chị. Đó, khu dân cư hiện hữu đông đúc, có thể kinh doanh buôn bán được và thuộc Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh luôn, thuộc thành phố Hồ Chí Minh luôn ha. Với căn nhà trên thì pháp lý sở hữu riêng hoàn toàn và đất thổ cư 100%. Còn thương lượng bất xíu lọc cho cô chú anh chị nữa. Cô chú anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ nha. Và nhớ đi xem.